Xin chào mừng tất cả các bạn lại trở lại với bài giảng tiếng Anh giao tiếp của HelloCoffee.vn. Hôm nay thì mình sẽ dạy cho các bạn chủ đề Religion, tôn giáo trong tiếng Anh bạn nhé. Bởi vì trong quá trình giao tiếp với người nước ngoài, chúng ta hỏi qua hỏi lại những câu mà có liên quan tới tôn giáo. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không đi sâu vào lắm, nhưng mà chúng ta sẽ giao tiếp những câu cơ bản, giống như là bạn có theo tôn giáo nào không, rồi tôn giáo của bạn là gì, rồi các thứ. Ok, rồi như vậy chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là talking about religion in English. Ok, rồi chúng ta có chữ religion. Religion, ok, là tôn giáo bạn nhé, religion. Còn tính từ của nó là religious. Đó, chúng ta phiên âm là religious. Ok, religious. À, như vậy, nếu mà bạn hỏi một người nào đó một câu là bạn có theo tôn giáo không, thì bạn có thể hỏi câu đó như sau. Chúng ta, nếu mà bạn dùng tính từ religious, thì chúng ta làm như thế nào bạn? Bạn có theo tôn giáo không? Như vậy đây là câu hỏi yes, no, bởi vì chúng ta sẽ trả lời là có hay không, đúng không ạ? Như vậy bạn sẽ hỏi câu này. Bạn nhớ lại cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh nhé. Nếu mà có tính từ thì chúng ta sẽ mượn to be, đúng không ạ? Câu hỏi yes, no, chúng ta sẽ mượn to be. Như vậy bạn là you. Và chúng ta mượn to be và đảo to be lên đầu. Chúng ta sẽ hỏi là Are you religious? Ok. Hay là bạn có theo bất kỳ tôn giáo nào không? Bạn có thể dùng động từ follow, theo, follow, ok, follow là theo. Thì nếu mà dùng động từ follow, đó, bạn hay thấy lúc này trên Facebook đúng không ạ, bạn theo dõi ai đó, theo ai đó, thì có động từ bạn theo này, thì chúng ta vẫn như vậy, có động từ thì chúng ta sẽ mượn do the state, đúng không ạ, bạn thì chúng ta sẽ mượn là do. Do you follow bất kỳ tôn giáo nào là any religion? Ok. Do you follow any religion? Hay là bạn hỏi tôn giáo của bạn là gì? Đây lại không phải là câu hỏi yes, no nữa, mà đây lại là câu hỏi WH, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta không thể trả lời là có hoặc không được. Hai câu này thì chúng ta có thể trả lời là có hoặc không. Bạn có theo tôn giáo không? Có, tôi theo tôn giáo hoặc là không. Nếu mà bạn ấy có là yes, I am. Nếu mà bạn nói không là no, I am not. Hay là no, I'm not religious. Ok. Nếu mà bạn hỏi là tôn giáo của bạn là gì, thì chúng ta phải có chữ what. Ok. Đây, chúng ta sẽ chừa đối với, chúng ta sẽ chừa một chỗ để chúng ta điền to be hoặc là do the state can could, đúng không ạ? Tôn giáo của bạn chúng ta sở hữu, chúng ta đưa lên trước rồi, your religion, tôn giáo của bạn. Câu hỏi chúng ta sẽ đánh dấu chấm hỏi và chúng ta sẽ điền vào đây. Các bạn nhìn thấy your sở hữu, đại từ sở hữu, religion có đôi chuẩn là danh từ bạn nhé. Như vậy câu này chưa có động từ thì chúng ta lại chưa có động từ thì chúng ta mượn to be, mà có động từ chúng ta mượn do the state, các bạn. Như vậy sẽ là tôn giáo của bạn, tôn giáo là số ít, chúng ta sẽ mượn is. What is your religion? What is your religion? Tôn giáo của bạn là gì? Ok, very good. So, let's go. Chúng ta tiếp tục vào nha. Và nói tới tôn giáo thì thường chúng ta sẽ mọi người sẽ có tin, đúng không ạ? Có niềm tin chúng ta có động từ believe, động từ tin vào cái gì đó. Believe là tin,
Giả sử như bạn hỏi là bạn có tin vào Chúa không thì bạn sẽ hỏi như thế nào bạn? Như vậy chúng ta sẽ viết, chúng ta sẽ chừa dấu ba chấm nhé. Tương tự mấy này cũng là dấu ba chấm đấy bạn. Bạn có tin vào Chúa không thì đây là câu hỏi yes no. Như vậy chúng ta sẽ chừa dấu ba chấm để chúng ta điền trợ động từ, đúng không bạn? Và chúng ta viết bạn tin là you believe vào Chúa là in God. À, chúng ta có God là Chúa bạn nhé. God, God. Phiên âm là God. 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 Ok, như vậy bạn thấy động từ, có động từ thì chúng ta lại mượn do does did. Ở đây you thì chúng ta sẽ mượn do. Do you believe in God? Ok, như vậy. Bạn lại phân biệt với giữa believe in và believe. Nếu như bạn nói là do you believe me và do you believe in me thì nó khác nhau chỗ nào bạn? Tức là có giới từ in và không có giới từ in thì nó khác nhau chỗ nào? Thì cũng giống như trong tiếng Việt bạn nhé. Bạn có tin tôi không và bạn có tin vào tôi không? Ok. À, tin là một chuyện mà tin vào là giống như đặt niềm tin vào. Ok. À, do you believe in God? Bạn có tin vào Chúa không? À, có chữ in thì chúng ta dịch là tin vào bạn nhé. Rồi. Như vậy chúng ta đã học được một số từ vựng như vậy. Và động từ believe còn danh từ là belief là niềm tin. Belief, ok không ạ? Belief. Đó. Belief. Niềm tin. À, nếu như bạn nói là tôi có một niềm tin mạnh mẽ vào Chúa thì bạn sẽ nói câu đó như thế nào? Tôi có một niềm tin mạnh mẽ vào cái gì đó. I have a strong belief. Đó, niềm tin chúng ta phải dùng belief in. Nếu mà bạn nói tôi có một niềm tin mạnh mẽ vào bạn thì bạn sẽ nói là I have a strong belief in you. Đó. Như vậy bạn, sơ sơ như vậy bạn đã học được một số từ vựng mới. Chúng ta hãy ôn tập lại bạn nhé. Thứ nhất là tôn giáo là religion. Tính từ đó là danh từ và tính từ là religious. Ok bạn. Nếu bạn muốn hỏi là bạn có tín ngưỡng tôn giáo không thì bạn hỏi là are you religious? Ok, hay là bạn có theo bất kỳ tôn giáo nào không? Do you follow any religious? Hay là bạn có thể hỏi là bạn có tôn giáo nào không thì cũng được. Thì bạn sẽ hỏi câu đó là chúng ta sẽ dùng là có, đúng không ạ? Như vậy chúng ta lại chừa ra dấu ba chấm. Đó. Bạn có thì sẽ là you have. Ok. Bất kỳ tôn giáo nào là any religion. Chúng ta câu hỏi, chúng ta thêm dấu chấm hỏi. Và bạn thấy có động từ có thì chúng ta sẽ dùng là do you have any religion? Ok. Do you have any religion? Bạn có tôn giáo nào không? Bạn có theo tôn giáo nào không? Và theo tôn giáo thì chúng ta phải có niềm tin. Niềm tin là belief. Và động từ tin là believe. Ok, bạn phân biệt là tin vào ai và tin ai. Tin ai là believe cộng với người đó. Tin vào ai là believe in cộng với người đó. Ok, đó là sơ sơ vậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ học chi tiết hơn về về một số cái tôn giáo. Nó là chi tiết nhưng chúng ta cũng không quá đi sâu vào đâu bạn. Đủ để cho các bạn giao tiếp. Ok. Như vậy các bạn đặt ra câu hỏi, chúng ta có những tôn giáo nào trong tiếng Anh và trong tiếng Việt cũng vậy, hay là trên thế giới. Trên thế giới chúng ta có rất nhiều tôn giáo, nhưng mà chúng ta chỉ học một số tôn giáo mà thông dụng thôi bạn nhé, phổ biến thôi. Ok,
Let's go. Chúng ta sẽ xét 5 tôn giáo phổ biến sau. Này. À, cột thứ nhất thì bạn sẽ chúng ta sẽ xét về chúng ta có chữ pagoda. Pagoda, pagoda bạn nha. Ok. Pagoda. À, giả sử như mình nói là Vĩnh Nghiêm hay là Hoàng Pháp Pagoda đi cho các bạn dễ nhớ. Hoàng Pháp Pagoda. Như vậy các bạn đoán coi Pagoda có nghĩa là gì? Có nghĩa là chùa mà nhé. Hoàng Pháp Pagoda là chùa Hoàng Pháp. Ok. Rồi. Như vậy, chùa Hoàng Pháp là thuộc về gì bạn? Là thuộc về Phật giáo đúng không bạn? Phật giáo, như vậy chúng ta có danh từ Phật giáo. Đây, viết là như vậy và đây là danh từ Đức Phật bạn, còn Phật giáo là ok. Chúng ta đọc là Buddhism. 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 Ok mà. Chúng ta nhấn vào một. Buddhism. À là về Phật giáo. Ok. Phật giáo thờ ai các bạn? Như vậy chúng ta lại có động từ thờ bạn nhé. Bạn nhớ động từ thờ là worship. Worship, thờ cúng. Worship, ok. Worship, thờ cúng. Phật giáo sẽ thờ Đức Phật, đúng không ạ? Chúng ta có Đức Phật là Buddha. Buddha. Đây, phiên âm của Đức Phật. Buddha. Buddha. Buddha, ok. Và trong nhà thờ thì chúng ta có ai bạn? Trong nhà thờ chúng ta có người đứng đầu nhà thờ. Tức là sư trụ trì thì chúng ta gọi là abbot, monk. Đây, phiên âm là abbot. Abbot, monk. Ok. Rồi, let's go. Chúng ta tiếp tục bài nha. Và Phật giáo thì chúng ta không thể bỏ qua Phật tử được, đúng không ạ? Phật tử tức là những người mà theo đạo Phật. Như vậy chúng ta có Buddhist. Buddhist. Như vậy ở đây là danh từ bạn nhé, danh từ chùa chùa này, đây là danh từ Phật giáo này, đây là danh từ Đức Phật này, đây là danh từ trụ trì này, đây là danh từ Phật tử này. Phiên âm của Phật tử là Buddhist. Buddhist. Ok. Buddhist. Đó. Bạn hãy hỏi một số câu giống như là bạn theo đạo Phật phải không? Như vậy là bạn chúng ta chừa ra ba dấu ba chấm mà nhé. Câu hỏi chúng ta bạn các bạn cứ chừa ra như vậy. Bạn theo là you follow. Đó. Đạo Phật chúng ta có Buddhism. Như vậy có động từ follow thì chúng ta lại mượn do the state can code đúng không? Và you bạn thì chúng ta sẽ mượn Do you follow Buddhism? Ok, rồi. Bạn có tin vào Đức Phật không? Như vậy, chúng ta lại chừa dấu ba chấm. Bạn là you, tin chúng ta lại có believe, tin vào là in. Đức Phật là gì bạn? Buddha, chúng ta thêm dấu chấm hỏi. Có động từ tin thì bạn lại mượn do. Như vậy chúng ta có
Do you believe in Buddha? Right? Okay. Bạn hỏi, bạn có phải là một Phật tử không? Tức là bạn là một Phật tử phải không đấy? Như vậy chúng ta lại chưa ra dấu ba chấm. Bạn là you. Một Phật tử là ở Buddhist. Buddhist. À, các bạn để ý âm H, H become mà nhé, chúng ta không đọc nó lên. Đây các bạn thấy Buddhist, right? Như vậy. Ở đây chưa có động từ bởi vì một Phật tử là danh từ thì chúng ta sẽ mượn to be, mà you thì chúng ta sẽ đi với are. Are you a Buddhist? Đó là câu hỏi yes no. Đối với câu hỏi WH thì bạn chỉ việc thêm giả sử như tại sao bạn lại là một Phật tử đi thì sẽ là chúng ta chỉ việc thêm WH vào trước câu hỏi yes no thôi, đúng không ạ? Why are you a Buddhist? Okay. Ngoài ra Buddhist. Buddhist. Còn là một adjective, một tính từ và nhé, tính từ chỉ thuộc về Phật giáo, ok, tính từ thuộc về Phật giáo, ok, rồi, good. Như chúng ta đã xét sơ qua về một cái tôn giáo thứ nhất rất là phổ biến ở Việt Nam, đó là Phật giáo, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ xét tiếp một cái tôn giáo phổ biến, cũng rất là phổ biến ở Việt Nam, đó là và trên thế giới. Đó là đạo, đạo gì các bạn? Đạo Thiên Chúa bạn nhé, đạo Thiên Chúa. Đây, như vậy chúng ta có, giống như mình nói là Đức Bà này. Đức Bà chứ không phải bà Đức bạn nha. Đức Bà. Đức Bà. Church. Church. À đây. Phiên âm của nó là Church. Church. Nhà thờ như vậy. Nhà thờ Đức Bà đúng không bạn? Church. Church. Rồi. Nhà thờ Đức Bà là thuộc về đạo đạo Thiên Chúa thì chúng ta sẽ có đạo Thiên Chúa là đây, phiên âm của nó khá dài bạn nhé. Bạn đọc được không bạn? Đây, chúng ta sẽ nhấn phần 2. Catholicism, right? Catholicism, Catholicism. Tới 5 vần đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhấn vần 2. Catholicism. 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 Là đạo Thiên Chúa vậy nhé. Đạo Thiên Chúa. Rồi. Đạo Thiên Chúa thờ ai bạn? Đạo Thiên Chúa thờ chúng ta có Jesus. Jesus là Chúa Giêsu đúng không ạ? Christ, Jesus Christ là Chúa Giêsu. Như vậy chúng ta có Christ. À đây. Christ. Đó. Các bạn nhớ nhé. Jesus. Jesus. Jesus Christ là Chúa Giêsu, ok. Và trong nhà thờ thì chúng ta có người đứng đầu nhà thờ là một linh mục. Linh mục chúng ta có chữ priest. Priest. Các bạn để ý nhé. Ở đây Christ nhưng mà ở đây là priest. Priest. Đó, priest là linh mục, ok. Và người mà theo đạo Thiên Chúa thì chúng ta gọi là chữ này dễ đọc hơn bạn, đúng không? Chúng ta sẽ đọc là Catholic. Catholic. Các bạn để ý hai vần này không có sai nha.
Catholic. Một cái là Catholicism, một cái là Catholic, chúng ta nhấn vần 1. Catholicism, chúng ta nhấn vần 2. Catholic, chúng ta nhấn vần 1. Ok. Là người theo đạo Thiên Chúa. Ngoài ra cũng tương tự như bên này, chữ này có thể đem xuống để làm một tính từ, đúng không ạ? Như vậy chúng ta cũng có Catholic, có thể là một tính từ, tức là thuộc về đạo Thiên Chúa, right? Lại bạn nha. Bên này có pagoda, chùa, thì bên này có church, nhà thờ. Bên này có Buddhism, là đạo Phật, thì bên này có Catholicism, là đạo Thiên Chúa. Bên này có Buddha, Đức Phật, thì bên này có Jesus Christ, Chúa Giê-xu. Bên này có Abbot Monk, chủ trì, thì bên này có Priest, là linh mục. Bên này có Buddhist, Phật tử, thì bên này có Catholic, là người theo đạo Thiên Chúa. Và bên này có tính từ Buddhist, thì đây cũng có tính từ Catholic, okay. Đồng đều với nhau, đúng không ạ? Tới một cột nữa bạn nhé, cột thứ 3. Đây, cột tiếp theo. Vẫn là church. Church. Vẫn là church. Tại sao vẫn là church bạn? Hai chữ đều là church, nhưng một cái là thuộc về đạo Thiên Chúa, và một cái là được theo như mình biết là tách ra từ đạo Thiên Chúa bạn nhé. Mình bởi vì mình không theo đạo nên mình không rõ lắm, có chỗ nào mà chưa phải thì các bạn hãy điều chỉnh cho mình nhé. Ok, như vậy chúng ta có từ đây cũng tương đối dài, đúng không ạ? Chúng ta cũng có danh từ Protestantism, hơi dài một chút, cũng năm vần, giống như đạo Thiên Chúa. Đó là đạo Tin Lành. Theo như mình biết là trước đây hai đạo là một, nhưng mà sau này bởi vì có một số cái không đồng nhất, không thống nhất với nhau nên là đã tách thành hai đạo, đúng không ạ? Ok. Protestantism này phiên âm là Protestantism. Chúng ta nhấn vần 1. Cũng năm vần giống như đạo Thiên Chúa. Protestantism có nghĩa là đạo Tin Lành. Ok. Và đạo Tin Lành bởi vì cùng một gốc là một đạo nên cũng thờ là Chúa Giê-xu, Jesus Christ. Ok. Rồi. Và người đứng đầu đạo Tin Lành chúng ta có pastor. Người đứng đầu đạo Tin Lành mà nha. Ok. Pastor. Ok. Chúng ta gọi là mục sư. Pastor. Mục sư. Ok bạn, bên này là linh mục, bên này là mục sư. Và người mà theo đạo Tin Lành thì chúng ta gọi là đây. Phiên âm là Protestant. Các bạn để ý trên này làm ơ và trên này làm y. Và khi mà chữ tờ đứng giữa hai nguyên âm thì chúng ta sẽ có thể đọc thành chữ đờ, đúng không ạ? Đọc nhanh thì sẽ thành chữ đờ, như vậy là Protestantism, hoặc là ok Protestant. Ok. Okay. Protestant. Cái này hơi khó đọc đúng không ạ? Mình cũng rất là phải uốn lưỡi rất là nhiều. Protestant. Ok. Rồi. Và chữ này cũng có thể đem xuống là một tính từ là thuộc đạo Tin Lành. Protestant. Đó. Tính từ thuộc về đạo Tin Lành bạn nhé. Tiếp theo. Như vậy chúng ta đã xét được ba đạo. Đạo thứ nhất là đạo Phật, đúng không ạ? Đạo thứ hai là đạo Thiên Chúa, đạo thứ ba là đạo Tin Lành. Giống như bạn nói là
tôi là một Phật tử thì bạn sẽ nói như thế này, thế nào? I am a Buddhist. À đó. Hay là tôi là một người theo đạo Thiên Chúa là I am a Catholic. Tôi là một người theo đạo Tin Lành, bạn sẽ nói là I am a Protestant. Ok. Đó. Bạn hỏi là bạn có phải là một Phật tử không? Thì các bạn lại thay are you a Buddhist? Are you a Catholic? Are you a Protestant? Ok. Bạn phân biệt hai câu này nhé. I am a Catholic. À, đó là tôi là một người theo đạo Thiên Chúa, đúng không? Một tín đồ Thiên Chúa giáo. Còn nếu bạn nói là I am Catholic cũng không sai, bởi vì ở đây chúng ta dùng tính từ thì chúng ta chỉ khác là chúng ta không dùng ở nữa, bởi vì một danh từ thì mới dùng với ở được bạn nhé. Tính từ thì chúng ta không dùng ở. Ok. Giống nghĩa với nhau. Tôi là một Phật tử hay là tôi theo đạo Phật thì cũng giống như là giống nhau. Và tôi là một người theo đạo Thiên Chúa và tôi thuộc đạo Thiên Chúa thì cũng vậy. Right. Ok. Chúng ta sẽ xét tới đạo thứ ba. Đó là đảo gì bạn biết không ạ? Đảo này bên Mã Lai có rất là nhiều. Mã Lai và Indonesia. Đây, chúng ta có cột tiếp theo. À, chữ này chúng ta đọc là Mosque. 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 Ok. Mosque là nhà thờ. À, giả sử như là Mecca thì cho bạn dễ nhớ nhé. Mecca, chúng ta hãy nhớ là thánh địa Mecca là nơi mà người ta hay hành hương tới đó, đúng không ạ? Nhà thờ Hồi giáo, mosque, ok, nhà thờ Hồi giáo. Thuộc về đạo Hồi, như vậy chúng ta có đạo Hồi là chúng ta đọc là Islam, ok. Chúng ta đọc là Islam. Chúng ta nhấn phần 1 bạn nhé. Islam. Ok. Và theo mình biết nhà thờ Hồi giáo thì sẽ thờ thánh Allah, đúng không ạ? Allah. Thánh là Saint. Đó, thờ thánh Allah. Người đứng đầu trong đó thì mình không rõ là gì, đúng không ạ? Hình như là Inan hay là gì đó ha. Người ta dùng tiếng của người ta. Một người mà theo đạo chúng ta sẽ có đây Islamist là một người theo đạo Hồi, các bạn, theo đạo Hồi giáo nhé. Ok. Và một tính từ Hồi giáo thì chúng ta sẽ có Islamic là tính từ. Đó. Chúng ta không đem cái này xuống nước mà chúng ta dùng là Islamic. Ok. Rồi. Lại bạn nhé. Chúng ta có nhà thờ Hồi giáo là Mosque. Và đạo Hồi là Islam. Đạo Hồi thì thờ thánh Allah Saint, như vậy Saint là thánh bạn nhé. Người đứng đầu trong cái nhà này thì chúng ta không quan tâm là gì bạn nhé. Thực ra thì bởi vì cái tên dùng tiếng của người ta nên là hơi khó đọc nên mình không bỏ vào. Một tín đồ đạo Hồi chúng ta gọi là Islamist và tính từ thuộc đạo Hồi là Islamic. Ok bạn. Đó, chúng ta đã xét được 4 tôn giáo như vậy. Khi mà các bạn đã viết từ vựng thì các bạn sẽ lắp vào những câu mà mình đã lấy ví dụ trong những ví dụ trước là thôi. Giả sử như bạn nói là tôi thuộc đạo Hồi, tôi là một tín đồ đạo Hồi, tôi tin vào thánh Allah. Các thứ. Bạn có tin vào thánh Allah không? Bạn có tin vào Chúa Giêsu không? Ok. Rồi. Bạn có tôn giáo không? Tôn giáo của bạn là gì? Ok. Rồi.
tới một cái đảo nữa bạn nha, một cái đảo nữa, số rất là ít nhưng mà rất là giỏi. Đó là đây chúng ta có chữ này phiên âm của nó là synagogue, synagogue. Synagogue có nghĩa là thánh địa của người Do Thái bạn nhé, thánh địa của người Do Thái. Như vậy phải là thuộc về đạo Do Thái rồi đúng không ạ? Chúng ta có đạo Do Thái là Judaism, Judaism, okay. Đây, mình sẽ viết Việt Nam xuống cho các bạn. Chúng ta có chữ chờ này. Chu Đây Y Dừng các bạn nhớ nhé. Chúng ta nhấn phần 1 Judaism, Judaism là đạo Do Thái. Ok. Tương tự đạo Do Thái thì thờ thánh gì thì bởi vì mình không theo đạo, không có đạo nên mình không rõ lắm mà nha. Ok. Và người đứng đầu trong đạo thì chúng ta, bởi vì hai đạo này rất là chúng ta rất là ít tiếp xúc đúng không ạ, ít gặp. Và một tín đồ mà theo đạo Do Thái chúng ta gọi là chủ, chủ đây chính là chữ này, chủ. Ok. Và tính từ thuộc Do Thái là Jewish, Jewish tính từ đó, Jewish bạn nhé, phiên âm là chờ này, u này, which, Jewish đó. Bạn có phải là một tín đồ Do Thái không thì bạn sẽ hỏi như thế nào bạn? Bởi vì tín đồ Do Thái, bạn có thuộc đạo Do Thái không? Tức là chúng ta dùng tính từ thì bạn sẽ dùng hỏi là are you đúng không bạn? Bởi vì có tính từ chúng ta sẽ mượn to be. Are you Jewish? Okay, are you Jewish? Bạn có phải là một một người mà theo đạo Do Thái không? Are you a Jew? Đó, tương tự như như cái câu hồi nãy, bạn có phải là một Phật tử không? Bạn có theo đạo Phật không? Ok, rồi. Chúng ta hãy cùng nhau ôn tập lại một lần nữa bạn nha. Các bạn đã nhớ được bao nhiêu từ vựng rồi? Lại nha. Nhà thờ thì chúng ta có, nhà thờ là thuộc về đạo Phật, chúng ta có Buddhism. Ok. Đạo Phật, thờ Đức Phật thì chúng ta có Buddha. Đứng đầu trong một cái nhà thờ đó là trụ trì, chúng ta có abbot monk. Chúng ta có Phật tử Buddhist, chúng ta có tính từ thuộc đạo Phật Buddhist, đem xuống đúng không? Tới đạo Thiên Chúa chúng ta có nhà thờ church, giống như nhà thờ Đức Bà là Đức Bà church. Chúng ta có đạo Thiên Chúa gọi là Catholicism. Ok. Đạo Thiên Chúa thì thờ Chúa Giêsu là Jesus Christ. Một người mà đứng đầu trong nhà thờ chúng ta gọi là priest, là linh mục. Và một người mà theo đạo Thiên Chúa chúng ta gọi là Catholic. Catholic còn có thể là một tính từ thuộc đạo Thiên Chúa bạn nhé. Tới đạo tiếp theo cũng tách từ đạo Thiên Chúa ra, đó là đạo Tin Lành. Chúng ta cũng có nhà thờ là church. Và đạo Tin Lành chúng ta đọc là Protestantism. Ok. Và đạo Tin Lành cũng thờ Chúa Giêsu, chúng ta có Jesus Christ. Người đứng đầu đạo Tin Lành chúng ta gọi là Pastor. Ok. Là mục sư. Và một tín đồ đạo Tin Lành chúng ta gọi là Protestant. Và Protestant còn là một tính từ thuộc đạo Tin Lành đúng không ạ? Tới tiếp theo là Mosque, là nhà thờ Hồi giáo thì là thuộc Hồi giáo, đạo Hồi là Islam. Cái đạo Hồi thờ Thánh A La là Allah Saint, Saint là thánh mà nhé. Một tín đồ theo đạo Hồi là Islamist. Ok. Và tính từ thuộc đạo Hồi là Islamic. Ok bạn. Và tới một cái nơi mà dành cho đạo Do Thái. Đạo Do Thái là đạo chỉ chiếm dân số rất là ít trên thế giới nhưng mà họ rất là giỏi bạn nhé. Rồi, những người theo đạo Do Thái rất là giỏi. Chúng ta đọc là gì bạn? Ok.
synagogue, synagogue, synagogue. Chúng ta nhấn lần một nữa nha. Và đọc ra tay chúng ta đọc là Judaism, Judaism, Judaism mà nhé, Judaism, ok. Một người mà theo đạo Do Thái chúng ta đọc là Chu, Chu. Và thuộc đạo Do Thái chúng ta có Jewish, Jewish, ok. Thờ cúng thì chúng ta có chữ gì bạn? Worship, hay là chúng ta tới nhà thờ, tới chùa, à, các thứ thì chúng ta phải, phải pray, tức là gì bạn? À, chúng ta phải, phải thánh bái đúng không ạ? Pray, ok. I pray you to share this video, ok, on your Facebook and your Yellow account, ok. Rồi, sau khi mà đặt được, học được những cái từ vựng tiếng Anh về, về 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 tôn giáo này thì bạn ấy áp dụng những cái câu mà bạn ấy thường gặp trong cuộc sống rồi nhé. Nếu mà đi học đi sâu vào thì mỗi phần mỗi mỗi đạo như thế này chúng ta có rất nhiều từ vựng chuyên ngành khác nữa và rất là khó. Do đó mình dạy các bạn cái này là đủ đủ dùng rồi. Nếu mà bạn đang học về Phật pháp thì bạn có thể tìm hiểu thêm, bạn đang học về Thiên Chúa giáo thì bạn có thể tìm hiểu thêm, mà tương tự các đạo khác cũng vậy nữa. Ok, để giúp các bạn luyện tập thì mình sẽ soạn 50 bài tập cho các bạn luyện tập sử dụng các từ vựng như thế này. 50 bài này thì thuộc về khóa học giao tiếp online của hellocoffee.vn. Nhưng mà nếu bạn không tham gia khóa học đó, bạn vẫn có cơ hội để nhận được bài tập và bài giải cho video này bằng cách bạn hãy share cái video này lên Facebook hay là Zalo của bạn. Sau đó bạn hãy bình luận là bạn đã share rồi và bạn cho mình biết địa chỉ Facebook và số điện thoại, hoặc là số điện thoại Zalo của bạn là gì. Mình sẽ vào và gửi cho bạn. Khi chia sẻ thì bạn nhớ nhé, bạn để cái địa chỉ của bạn bên dưới ô bình luận, dưới ô comment này. Thì bạn phải, cách tốt nhất là bạn copy cái địa chỉ Facebook và bạn dán nó vào đó, thì mình chỉ việc nhập vào đó thôi. Hoặc là bạn có thể viết số điện thoại của mình để mình tìm cho dễ. Và nếu bạn cho mình số điện thoại hoặc là email thì bạn phải bật cái chức năng tìm kiếm để cho phép người khác tìm kiếm. Bởi vì nếu bạn không cho phép thì mình không thể dùng số điện thoại hoặc là email bạn gửi cho mình để mình tìm được. Ok mà, đó. Chứ còn bạn nói Facebook của tôi là Hoài Lan, kiểu Hà Lan hay là Thu Hoài gì đó, thì mình gõ vào có rất nhiều người có Facebook như vậy, mình không biết cái nào là của bạn cả. Bạn lưu ý nhé. Ok, sẽ có 50 bài tập để cho các bạn luyện tập. Và I pray you to share it. Ok, các bạn hãy chia sẻ video này, bởi vì bạn chia sẻ càng nhiều mình sẽ làm càng nhiều video cho các bạn học. Okay. Và nếu bạn vẫn chưa đăng ký kênh của HelloCoffee.vn thì bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất. Okay. Hy vọng là các bạn đã thuộc tất cả từ vựng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Okay. It's time to say goodbye now. I wish you a nice day. Goodbye for now. See you next time. Bye.